Nhiều người xuất thân từ những gia đình nghèo khó thường hay có những tình cảm thù hằn với cái nghèo. Họ chống đối cái nghèo và xem đó như là động cơ thúc đẩy để họ cố gắng làm giàu. Tuy nhiên, những người này khi đã giàu có vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Vì sao lại như thế? Bởi vì động cơ làm giàu của họ là hận nghèo, cho nên họ cố sức kiếm tiền để trả hận. Như vậy, tiền và hận luôn tỷ lệ thuận trong họ. Càng có nhiều tiền thì hận càng chứa chất. Đến một lúc nào đó, những người ấy sẽ cảm thấy quá căng thẳng, quá khổ sở vì tiền và hận. Không thể chịu đựng được nữa, họ sẽ tìm cách giải thoát. Khi ấy, họ sẽ dễ dàng nhận ra càng nhiều tiền thì càng nhiều hận. Muốn mau chóng hết hận thì phải nhanh chóng tiêu hết tiền. Thế là họ lao vào việc tiêu xài phung phí, buông lỏng quản lý tiền bạc, rồi lại trắng tay lúc nào không hay. Tuy nhiên, ngay cả khi trắng tay, họ vẫn chưa thể bình an. Họ vẫn không thể hết hận mà còn thêm cái khổ. Đó là cái khổ của sự nghèo túng. Điều gì đã xảy ra trong trường hợp này? Như chúng ta đã bàn qua ở phần trên, muốn thay đổi kết quả phải bắt đầu từ cây, từ hạt giống. Những trường hợp vừa kể trên, lẽ ra họ phải từ bỏ lòng hận nghèo thay vì từ bỏ tiền. Họ phải từ bỏ tình cảm chống đối với cái nghèo đã hình thành trong tâm trí họ từ khi còn nhỏ. Nếu không giải quyết tận gốc tận rễ của vấn đề, họ sẽ không bao giờ được thanh thản trong tâm hồn, ngay cả khi có thật nhiều tiền hoặc khi đã từ bỏ tất cả cơ nghiệp. Như vậy, trong vấn đề làm giàu thì động cơ làm giàu là quan trọng nhất. Nếu động cơ làm giàu của bạn xuất phát từ sự sợ nghèo, hận nghèo hoặc để chứng tỏ bản lĩnh, thì tiền bạc bạn kiếm được ra, dù có bao nhiêu cũng không thể giúp họ bình tâm trong tâm hồn được. Xin giới thiệu với các bạn hai loại động cơ để thúc đẩy bất cứ hành động nào. Đó là động cơ bên ngoài và động cơ bên trong. Ví dụ như trong trường hợp những người vừa kể trên, hận nghèo, sợ nghèo và muốn chứng tỏ mình, đó chính là động cơ bên ngoài của việc làm giàu. Về động cơ bên trong của việc làm giàu là gì? Làm giàu bởi vì đơn giản chỉ thích làm giàu, đó là động cơ bên trong hay còn gọi là động cơ thuần túy công việc. Đó là loại động cơ giúp chúng ta hăng say làm việc bởi vì chẳng có gì chi phối chúng ta cả. Có thể nói loại động cơ đó sẽ mang lại cho ta niềm vui. Ngược lại, động cơ bên ngoài sẽ không bao giờ mang đến sự bình an cho con người, nhất là trong vấn đề làm giàu. Vì sao lại như thế? Câu trả lời là bạn không thể nào dùng tiền để xóa bỏ sự sợ nghèo, lòng hận nghèo được. Trong các buổi diễn thuyết, tôi thường hỏi các thính giả. Trong số các bạn, ai là người muốn làm giàu vì sợ nghèo? Chẳng có ai trả lời cả. Nhưng khi hỏi, vậy ai muốn làm giàu để cảm thấy tự tin, kiêu hãnh hơn? Có rất nhiều cánh tay giơ lên. Tuy nhiên, họ không biết rằng làm giàu vì sợ nghèo túng và làm giàu vì muốn cảm thấy tự tin, kiêu hãnh hay động cơ ấy chẳng có gì khác nhau cả. Bởi vì xét cho cùng, chúng cũng thuộc những loại động cơ bên ngoài. Động cơ ấy không thể mang tới an vui, hạnh phúc được. Đi tìm sự bình an trong cái bất an thì chẳng khác gì tự tìm lấy cái bất an. Tiền bạc không thể nào làm quên đi được nỗi sợ nghèo. Tuy nhiên, sự sợ nghèo vẫn chưa phải là vấn đề chính, mà vấn đề cốt yếu là thói quen của bạn. Đó là thói quen lo sợ cả khi có tiền lẫn khi không có tiền. Khi còn hàn vi, ta thường sợ không kiếm đủ tiền. Nhưng khi đã có nhiều tiền thì nỗi sợ khác lại ập đến, sợ mất tiền, sợ người khác ganh ghét, sợ phải tốn một khoản tiền lớn để đóng thuế thu nhập và sợ phải bỏ mạng vì tiền. Nói chung, nếu không giải quyết được những nỗi sợ này, ta sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc với tiền bạc được. Nếu được quyền lựa chọn, có lẽ tất cả đều chọn giàu có mà lo sợ giữ của hơn là nghèo túng mà không có của gì để lo. Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều không thể dẫn đến một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Cũng giống như những người muốn làm giàu vì động cơ sợ nghèo như đã nói trên, có những người làm giàu vì muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình. Tuy nhiên, họ không hiểu rằng bản lĩnh không phải là thứ để chứng tỏ mà là cái được hình thành qua gian truân, thử thách. Những người này muốn chứng tỏ bản lĩnh nhưng thực ra họ đang thiếu bản lĩnh. Và họ chọn việc làm giàu để khỏa lấp nỗi đau đó. Khi giàu rồi, họ tự cho mình là thành đạt, là siêng năng, là quyết đoán. Tuy nhiên, càng giàu họ càng thấy thiếu bản lĩnh. Do đó kiếm được nhiều tiền mà trong lòng họ cũng chẳng được thảnh thơi. Sống bình an, thảnh thơi hay không là do nơi bạn, tức là do cái bên trong. Nếu tư tưởng làm giàu của bạn chưa đủ thì dù bạn có bao nhiêu tiền bạn cũng sẽ cảm thấy thiếu. Ngược lại, khi ta đã có sự hài hòa bên trong tư tưởng thì cho dù có ít hay nhiều tiền, chúng ta vẫn cảm thấy vui. Vậy động cơ làm giàu đúng đắn là như thế nào? Trước tiên, phải xác định đừng bao giờ làm giàu vì động cơ sợ nghèo, hận nghèo hay là muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình cả. Hãy làm giàu vì muốn có tiền, vì muốn giúp đỡ người khác và vì muốn có niềm vui. Như vậy, khi giàu, bạn sẽ không phải từ bỏ tiền bạc để đổi lấy sự bình an như những người kia. Tôi đã từng nói không phải ai cũng noi gương dập khuôn theo những tư tưởng làm giàu của bố mẹ, mà có những người chống đối lại. Họ tự tìm cho mình những cách ứng xử khác, những tư tưởng khác. Việc chống đối lại như vậy không phải là xấu, mà xấu hay tốt là phải xét cách suy nghĩ của người lớn có đúng hay không. Nếu người lớn có thói quen không biết kiếm tiền và giữ tiền, thì việc chống đối lại là đúng đắn và cần thiết. Ngược lại, nếu họ có tư tưởng làm giàu đúng đắn mà ta chống lại, thì ta đã sai. Ngoài ra bạn còn phải nhận thức được cách mà tư tưởng làm giàu của mình đã được hình thành, tức là làm sao bạn giống hoặc khác bố mẹ trong vấn đề tư tưởng làm giàu. Vậy để thay đổi những tư tưởng làm giàu sai mà bạn đã noi gương từ bố mẹ, hãy thực hiện những bước sau. Bước 1. Nhớ lại thái độ, cách ứng xử của cha mẹ đối với tiền bạc, với giàu nghèo, tức là tư tưởng làm giàu như thế nào. Hãy nhìn nhận trong lĩnh vực này,
bạn giống hoặc khác họ ở những điểm nào? Bước 2. Xem xét những tư tưởng làm giàu ấy đã tác động đến bạn như thế nào? Bước 3. Hãy nhìn nhận rằng tư tưởng làm giàu của bạn hiện nay chính là do bạn thừa hưởng từ họ, chứ không phải là từ bản chất con người của bạn. Từ đó bạn hãy khẳng định rằng mình có nguyện vọng thay đổi khác với họ. Hãy lặp lại lời tuyên bố sau. Tư tưởng làm giàu hiện nay của tôi là do tôi nhiễm từ người khác. Tôi thật sự muốn có con đường riêng của mình. Tôi đã có tư tưởng triệu phú.